Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thống Mô Tô. Tôi là Hoàng Thống Mô Tô. Một vài thời gian gần đây cũng có chút trục trặc về thời gian, cho nên là Hoàng Thống không lên vi được trong video được cho các bạn, thì mong các bạn rất hết sức thông cảm. Thì đây, Hoàng Thống vẫn có những cái mẫu xe đời cao. Đời cao là xe như nào? Ví dụ như chiếc xe N9 này. Đây là những cái trang bị theo xe, có cả chắn bùn nữa nhé, nhưng mà Hoàng Thống chưa lắp vì xe vừa về mà. Đấy. Mẫu này thì hiện tại thì đang có đủ 4 màu nhé các bạn nhé. Có màu trắng này, màu đỏ này, màu xanh cửu long và màu ghi. Đây là toàn bộ chiếc xe này. Ok, để Hoàng Thống sẽ đi vào chi tiết cùng các bạn có thể biết rõ hơn. Đầu tiên về phần thôi chúng ta hay nói về động cơ đi. Về động cơ chiếc xe này thì được sử dụng động cơ 800W. 800W hai động cơ, nghĩa là động cơ kép. Và sử dụng cái đằng sau này là cái càng chữ A. Càng chữ A này thì cái này thì sẽ khác biệt hơn với xe chạy cầu, là cái xe này sẽ chạy êm ái hơn. Êm ái hơn bởi vì mỗi bên này thì nó sẽ có độ nghiêng riêng biệt cho từng bên, chứ không phải như chạy cầu thì nó nghiêng hẳn một bên. Đây, ví dụ như càng chữ A bên này sóc với nghiêng với bên này chẳng hạn, thì bên này nó tự động cao lên, cao lên. Đấy, rất là ưu việt phải không ạ? Và chiếc xe này được trang bị cái hệ thống an toàn khá là cao. Ba phanh đĩa, đây là thế. Ba phanh đĩa. Được sử dụng cái lốp 300-10 nhá. Ba phanh đĩa. Hai bản này đều được sử dụng cái lốp 300-10 nhá các bạn nhá. Hai cái bản này đều được sử dụng cái lốp 300-10. Đấy. Và Hoàng Thống đã chạy thử những dòng này thì chạy cho cảm giác rất là êm ái này. Rất là êm ái, rất là đặc biệt nữa là cái phần tốc độ của xe này được cải thiện rất là nhiều, rất là rõ rệt. Đối với những xe ba bánh bình thường thì cái tốc độ của xe này chỉ được đạt được ba bánh bình thường chỉ đạt được đến 35 km/h thôi. Nhưng đối với bản mẫu N9 này thì chiếc xe này có thể đi đến tốc độ là 65 km/h nhá các bạn nhé. Thì trên xe thì đầy đủ tiến lùi này, 3 chế độ tốc độ, 1, 2, 3 đây. 3 chế độ tốc độ tiến lùi đều có nhé. Đặc biệt hơn là các bác có thể lắp được 48V, 72V hoặc là 60V trong trên chiếc xe này. Nghĩa là chúng ta có thể lắp được 4 bình ắc quy, 5 bình ắc quy và 6 bình ắc quy trên chiếc xe này. Trên mẫu này thì điều chúng ta đang được sử dụng là đèn chiếu sáng LED, đèn pha, đèn xi nhan là LED. Rất đáng tiếc là Hoàng Thống hôm nay không lắp ắc quy. Còn thể tích đựng đồ của những chiếc xe này thì vô biên luôn các bạn ạ. Đây các bạn đang thấy là một cái phần cốp sau. Chúng ta có thể để được hai cái mũ 3/4 ở đây này. Đấy. Cốp sau. Cốp sau theo xe nhé. Đây là phần cốp sau theo xe. Cốp sau theo xe. Chúng ta có thể để hai cái mũ 3/4. Còn phần nữa ở dưới yên xe thì đây. Hoàng Thống sẽ mở lên cho mọi người có thể hiểu rõ hơn. Ở phần dưới yên xe chúng ta cũng có thể để được đồ nhá. Thể tích ở đây là chắc là tầm 20 lít. 20 lít thể tích ở đây khá là cao. Cái cốp này phải cao 30 phân. Là cốp này cao 30 phân, một rộng 40 phân. Cao 30, rộng 40 phân. Đó. Ắc quy thì hoàn toàn để ở dưới. Thì chúng ta có thể chạy 4 bình ắc quy, 5 bình ắc quy hoặc là 6 bình ắc quy thì do chúng ta. Nhưng mà khi mà bán theo bán xe ấy, chiếc xe này giá 26 triệu mà các bạn. 26 triệu thì khi mà giao đến tay khách hàng ấy thì Hoàng Thống sẽ lắp mức trung bình đó là 5 bình ắc quy. Thì 5 bình ắc quy thì chúng ta cho cũng cái quãng đường là cũng 80 km một lần sạc thôi nhé các bạn nhé. Đây, phần cốp. Cốp đằng sau rất là rộng.
các bạn có thể để 4 cái mú 3/4 ở đây là ok nhá. Và phần này này, những xe tốt này mới có những cái này này, cái automat này này. Những cái xe hiện tại nhiều mẫu là chưa có cái automat này đâu các bạn ạ. Đây là phần để chân cho người đằng sau. Để chân cho người đằng sau thì khi nào dùng thì chúng ta hãy bật ra thôi, rất là đơn giản. Rất là đơn giản các bạn. Ok, Hoàng Thống thế cho các bạn tham khảo một cái vòng của chiếc xe này. Ba phanh đĩa này. Nhìn như là xe máy bình thường. Nhìn như là xe máy bình thường. Có chân trống, có chỗ để chân cho người đằng sau. Động cơ kép 800W, ba phanh đĩa, sử dụng càng chứa đằng sau. Một trong những cải tiến rất là mới của 2023 này. Nhiều xe chắc chắn là nhiều xe sẽ chưa có. Ngoài ra chúng ta còn có một cái phần cốp để đồ ở đây. Sạc ở đây. Sạc ở đây này. Và cái đây là cái phần USB để cắm sạc điện thoại. Cốp để cái hốc để đồ ở đây. Chúng ta để điện thoại hoặc cái chai nước ở đó. Ok, cảm ơn mọi người. Nếu các bác quan tâm một mẫu xe N9 như thế này, giá là 26 triệu bao gồm cả phí vận chuyển, và tốc độ của nó có thể là cao nhất trong cái dòng xe ba bánh hiện tại, 65 km/h nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm. Chúc các bác một cuối tuần vui vẻ.